Tôi là Bảo Vân đến từ công ty Intech Việt Nam, cũng là một công ty về nghiên cứu thị trường. Và ngày hôm nay rất là vui được có mặt tại đây để cùng chia sẻ với tất cả quý vị đại biểu cùng với các anh chị khách mời về một số những cái giải pháp nghiên cứu ứng dụng công nghệ để giúp tối ưu hóa những cái hoạt động đầu tư cũng như vận hành của các nhà bán lẻ. Thì nãy giờ chúng ta đã được nghe rất là nhiều những cái xu hướng cũng như là những cái đổi mới, những cái đột phá trong thị trường bán lẻ. Và thật sự nếu tôi là một nhà bán lẻ thì tôi cũng cảm thấy rất là lo lắng, hoang mang. Bởi vì công nghệ thì ở đó, thông tin thì ở đó rất nhiều. Nhưng tôi cũng không biết là tôi phải áp dụng cái gì, tôi phải đọc như thế nào và tôi phải cải tiến như thế nào. Bởi vì nguồn lực, tài chính cũng như là bất kỳ một cái năng lực gì cũng rất là bị giới hạn. Và chính vì vậy nên hôm nay Intech muốn chia sẻ lại một số những cái ứng dụng để cho mình có thể biết được là trong một hệ thống thông tin rất là nhiều thì chúng ta có thể tận dụng nó như thế nào để giúp chúng ta đưa ra những cái quyết định chiến lược mà dựa trên một cái cơ sở số. Và phần trình bày của tôi thì sẽ bao gồm hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, mặc dù chúng ta đã được nghe rất nhiều rồi nhưng mà chúng ta sẽ đi nhanh, nhìn nhanh lại ba nhân tố rất là quan trọng trong bất kỳ một thị trường nào. Đó chính là người tiêu dùng, là đối thủ cạnh tranh và môi trường kinh doanh. Và nội dung thứ hai thì tôi sẽ chia sẻ về một số những cái giải pháp nghiên cứu. Như chúng ta biết là chúng ta có thể sử dụng dữ liệu từ trí tuệ nhân tạo, từ cái nguồn Big Data là một cái nguồn dữ liệu rất là lớn, và từ dữ liệu trên các cái hoạt động và mua sắm thương mại điện tử. Như vậy thì chúng ta dùng nó như thế nào, thì ở đây tôi sẽ chia sẻ một số những cái ví dụ về cách sử dụng. Nói về người tiêu dùng thì trước khi đi vào nội dung này thì tôi muốn chia sẻ một câu chuyện rất là cá nhân của tôi. Là văn phòng tôi làm thì ở thành phố Hồ Chí Minh, và xung quanh nơi đó thì có khá là nhiều những cái cửa hàng tiện lợi. Thì mỗi sáng tôi có thói quen là sẽ đi ra cửa hàng tiện lợi. Nhưng có một cửa hàng tiện lợi rất là gần, bán đồ rất là nhiều và đồ ăn cũng rất là ngon, nhưng mà thật sự là tôi không dám bước vào. Quý vị biết tại sao mà? Tại vì trong đó lúc nào cũng có một cái nồi lẩu tôm dâm. Tôi bước vào, tôi bước ra là cả ngày hôm đó chắc là nguyên cái văn phòng của tôi sẽ đứng cạnh tôi và rất là thèm lẩu tôm dâm. Do đó nên chúng ta có thể thấy là cái yếu tố trải nghiệm của người tiêu dùng rất là quan trọng khi họ đến một cái nơi, ngoài cái việc là vị trí, ngoài cái việc là có nhiều hàng hóa mua sắm, họ còn mong muốn được trải nghiệm cái không gian tốt. Thì đó chỉ là một ví dụ thôi. Thì chúng ta có thể thấy xu hướng của người đi mua hàng, hay chúng ta gọi nôm na là shopper, trong tương lai họ sẽ được trở thành một cái phiên bản mới mà mình gọi là visitor, hay là người truy cập, hay là người trải nghiệm. Và visitor này họ sẽ không hẳn là chỉ đến mua sắm, mà họ đến để ăn uống, hoặc là đơn giản là chỉ đến để đi dạo thôi. Và chắc là cũng đúng với rất nhiều hành vi của tất cả chúng ta ở đây. Và visitor, người truy cập này không chỉ là đi ở những cái cửa hàng, những cái siêu thị vật lý bên ngoài, mà thậm chí là họ visit trên cả cái kênh mua sắm trực tuyến. Họ đi từ website đến mạng xã hội để mua sắm và dùng những cái ứng dụng trên công nghệ để mua sắm. Tức là họ đi visit đủ thứ mọi nơi cả. Thì đó là một trong những cái xu hướng mà chúng ta, một trong những cái hành vi mà chúng ta thấy là người tiêu dùng thay đổi rất là nhiều. Nhưng cái sự thay đổi chưa dừng lại ở đó, đâu phải là mua sắm tại cửa hàng và mua sắm trực tuyến tách rời nữa, mà bây giờ là mua sắm tại cửa hàng và mua sắm trực tuyến thực sự là nó kết hợp lại là một. Thì cũng là một cái ví dụ khác nữa, đôi khi chúng ta đặt hàng ở trên ứng dụng điện thoại, nhưng chúng ta ra cửa hàng đó để chúng ta thử hàng và chúng ta mua hàng. Hoặc thậm chí có một lần là tôi đi ra một cái cửa hàng bán điện thoại, tôi lựa rồi, tôi tính trả tiền rồi, thì nhân viên nói với tôi là chị ơi, chị lên mạng chị mua đi, nó được giảm giá đó. Thì không có lý do gì để mà tôi không lên mạng tôi mua. Tức là tôi ngồi ngay tại cửa hàng, nhưng mà tôi lại lên mạng tôi mua hàng và tôi lấy hàng tại cửa hàng. Thì chúng ta có thể thấy là không còn rào cản giữa mua sắm trực tuyến cũng như là mua sắm trực tiếp nữa. Và cái ví dụ mà tôi vừa mới nêu vừa rồi á, đó được gọi bằng một cái tên rất là trendy, đó là omnichannel, tức là mua sắm đa kênh. Thì đó cũng là một trong những cái xu hướng mà chúng ta có thể thấy rất là rõ. Cái nhân tố thứ hai đó chính là môi trường cạnh tranh. Thì như lúc nãy tiến sĩ Võ Chí Thành có nói là một trong những cái ngành nghề mà thu hút rất là nhiều những cái bạn startup tham gia vào đó chính là ngành retail, đúng không? Ngành nhà bán lẻ tham gia vào thị trường bán lẻ. Thì đó là lý do vì sao mà cái thị trường này nó rất là thu hút nhiều những nhân tố tham gia. Và trước khi mà chúng ta nói vì sao nó thu hút như vậy, trước khi chúng ta điểm danh xem ai là những đối tượng tham gia vào thị trường này, thì chúng ta nhìn qua nhanh về những con số 10%. Như nãy giờ chúng ta đều được biết đó là một cái tỷ lệ phần trăm tăng trưởng trung bình qua hàng năm của ngành hàng bán lẻ.
và 179 tỷ đô là một giá trị thị trường ước tính đến năm 2020, mà thực ra nó cũng không xa, chỉ là năm sau thôi đúng không ạ? Và chính vì cái sự hấp dẫn của thị trường này nên chúng ta thấy là có rất nhiều những đối tượng khác nhau tham gia vào thị trường. Đối tượng thứ nhất mình có thể nhắc đến đó là những nhà bán lẻ truyền thống trong nước mà tất cả chúng ta đều rất là quen thuộc và đi sâu vào trong tâm trí của mình rồi. Nhưng song song đó là do sự gia nhập vào WTO, chúng ta phải bắt đầu hội nhập sâu rộng hơn, thì có rất là nhiều những tập đoàn bán lẻ khổng lồ mà ở đây Vân muốn dùng một hình tượng cũng rất là dễ thương, nhưng mà mình nhìn là mình thấy rõ cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt của các nhà bán lẻ này. Và song song đó là những đối thủ xuyên biên giới. Tại sao những đối thủ xuyên biên giới Amazon hay là eBay họ hoàn toàn không có ở đây, nhưng mà họ cũng chia sẻ một phần dù rất là nhỏ chiếc bánh bán lẻ của người tiêu dùng, và rất nhiều người trong chúng ta đã từng mua hàng trên những cái kênh này. Và bên cạnh đó, tôi nói là có những cái đối thủ là những đối thủ vượt ngành nữa mà trong tương lai chắc chắn sẽ xuất hiện, tức là những tập đoàn lớn họ có nguồn tài chính và họ có công nghệ, trong một ngày gần đây họ sẽ tham gia vào thị trường mà chúng ta chưa có thể đoán trước được. Và một đối tượng nữa là hồi nãy chính xác như là đối tượng của tiến sĩ Võ Trí Thành có đề cập đến, đó chính là Vân gọi là những cái tay du kích siêu nhanh, siêu tinh nhuệ. Đó là những công ty nhỏ và thậm chí siêu nhỏ hay là startup, họ cũng đang tham gia vào thị trường này, và biết đâu một ngày họ sẽ chiếm một thị phần rất là đáng kể trong cái thị trường về bán lẻ này. Thì với cái bức tranh cạnh tranh như vậy thì chúng ta thấy rất là chúng ta có rất là nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng rất là nhiều thách thức. Và đi nhanh về môi trường kinh doanh bán lẻ được thay đổi như thế nào, thì ở đây Vân có liệt kê nhanh một số cái khái quát. Tức là từ năm 1980 thì chúng ta thường những cái mô hình bán lẻ là cửa hàng hoặc là một số những cái trung tâm thương mại tổng hợp Bách Hóa. Dạ. Rồi đến những cái cửa hàng chuyên biệt, nhưng mà đến nay thì chúng ta có là những cái dạng cửa hàng là những cái dạng hình thức mua sắm là omnichannel. Và địa điểm nếu như lúc trước đó là những cái khu vực mà chúng ta thường hay tập trung đầu tư cửa hàng, đó là những cái cửa hàng ven đường, thì đến bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung về những cái khu trung tâm của mỗi cái khu vực, để mà tất cả những cái việc mà giao thương mua bán hàng hóa nó sẽ được diễn ra thuận lợi hơn. Nói về hàng hóa thì chúng ta thấy rõ ràng là từ những cái sản phẩm thông thường, bây giờ là các nhà bán hàng phải cung cấp những sản phẩm cao cấp hơn hoặc là tối ưu hơn. Và cái cách thức quản lý hàng hóa thì từ cái việc mà quản lý nội bộ thì bây giờ chúng ta sẽ dùng những cái hệ thống bên ngoài, những cái hệ thống bán hàng nội bộ nữa, để có thể phân tích sâu hơn về từng giỏ hàng của khách hàng, từ đó có thể giúp cho họ, làm cho cái người đi mua sắm họ sẽ chi tiêu nhiều hơn. Và đối với marketing thì đây là một cái điểm rất là khác. Nếu như trước đây chúng ta chỉ quan tâm đến cái người mua hàng, thì bây giờ chúng ta phải quan tâm đến cả những người không mua hàng và những người mà có trên cái hệ thống phôi khạc và những cái thẻ, mặc dù họ chưa mua hàng nhưng đây là đối tượng chúng ta vẫn có thể quan tâm, bởi vì dựa trên những cái dữ liệu, dựa trên sự thấu hiểu về họ, chúng ta có thể biết là tối ưu hóa cái không gian bán hàng của mình như thế nào. Và cuối cùng là trong cái chăm sóc khách hàng thì chúng ta không chăm sóc khách hàng tại cửa hàng hay là giới hạn trong việc là một số khách hàng mua hàng nữa, mà phải chăm sóc đến cả những khách hàng không mua hàng, hoặc là cộng thêm những cái giá trị tiện ích, những cái dịch vụ cộng thêm, và đồng thời phải hiểu để mà phát triển được một cái nền tảng kinh doanh công nghệ. Thì đó là đi nhanh về ba nhân tố trên thị trường, là mình có đối thủ cạnh tranh đúng không ạ, có người tiêu dùng và đến môi trường kinh doanh. Thì với những cái thông tin đó thì bây giờ chúng ta có thể áp dụng như thế nào? Thì một số ví dụ, chúng ta sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo ở đây được ứng dụng như thế nào? Thì chúng ta, đây là một trong những cái ứng dụng. Ví dụ như đối với mỗi cửa hàng thì chúng ta sẽ lắp đặt một cái thiết bị ở trên ngay cái cửa ra vào, ở những cửa ra vào của cửa hàng đó. Thì thiết bị này có thể giúp chúng ta đếm được lưu lượng ra vào và biết được là cái mật độ của từng thời điểm, biết được là thời gian lưu trú trung bình của mỗi khách hàng, và đồng thời là trí tuệ nhân tạo sẽ giúp chúng ta nhận diện được chân dung của cái người bước ra bước vào. Thì nó khác gì so với trước đây? Trước đây thì chúng ta sẽ có cái lượng khách hàng mà mua sắm thì chúng ta sẽ theo tìm hiểu thông tin cũng như là xem profile của họ, nhưng mà bây giờ với thiết bị này thì chúng ta có thể thấy được là những cái người không mua hàng luôn. Và đi sâu hơn nữa là chúng ta có thể theo dõi được những cái tuyến đường của khách bằng những cái ứng dụng khác, và có thể biết được cái thời gian họ dừng lại tại mỗi quầy hàng cũng như là thời gian mua sắm trung bình của họ. Và tất cả những cái dữ liệu này sẽ đổ về một cái bộ dữ liệu trung tâm, nhưng dữ liệu chỉ là dữ liệu thôi, và đòi hỏi là con người chúng ta, những người có sự thấu hiểu về người tiêu dùng cũng như là môi trường kinh doanh, thì mình sẽ phân tích để đưa ra những cái
quyết định chiến lược. Thì như chúng ta thấy ứng dụng của cái trí tuệ nhân tạo này là để làm gì? Để chúng ta nhận diện, quét được chân dung khách hàng của mình và đồng thời kết hợp với những cái dữ liệu bán hàng của cửa hàng chúng ta để có thể biết được hiệu quả truyền thông, hiệu quả marketing, hiệu quả tại từng quầy hàng nó ở mức độ nào. Bởi vì nếu chúng ta không biết thì không có cái này thì chúng ta sẽ không thấy được là cái chương trình của mình có thu hút được nhiều người mới đến hay không, hay chỉ đơn giản là giúp chúng ta bán được nhiều hàng hơn thôi. Dạ. Một cái về cái trí tuệ nhân tạo đó sẽ giúp chúng ta làm được gì? Hướng đến những khách hàng không mua hàng, giúp chúng ta biết được cung cấp dịch vụ gì trong cái cửa hàng của chúng ta cho họ và đưa ra những cái ý tưởng, gợi ý cho mình những ý tưởng để phát triển cái nền tảng công nghệ trong kinh doanh. Vâng. Và một ví dụ thứ hai nữa là sử dụng nguồn Big Data. Big Data bây giờ chúng ta đi đâu cũng nghe là Big Data, một nguồn dữ liệu lớn. Thì đây chỉ là một cái ví dụ trong cái cách thức mà chúng ta sử dụng Big Data. Giúp chúng ta sẽ phân nguồn khách hàng theo địa lý. Nếu như trước đây thì chúng ta cần phải đưa ra những cái quyết định về lựa chọn cái vị trí của cửa hàng hoặc là trung tâm thương mại bằng những cái đo lường rất là vật lý ở bên ngoài, thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng Big Data từ kỹ thuật số để mà chúng ta biết được đưa ra những cái quyết định chiến lược về nơi nên đầu tư. Thì quý vị có thể thấy là ở đây chúng ta có một cái khu trung tâm mua sắm và rất là nhiều người đang tham gia mua sắm tại đây. Và mình sẽ phát hiện, mình sẽ sử dụng Big Data để mà phát hiện ra những cái tín hiệu 3G, 4G của những người sử dụng smartphone tại cái khu trung tâm thương mại này. Và dĩ nhiên chúng ta đừng lo lắng là chết rồi, thông tin của tôi bị lộ rồi, nó không đến mức như vậy. Nó chỉ là phát hiện ra những tín hiệu 3G, 4G thôi. Và từ những tín hiệu 3G, 4G này chúng ta sẽ thấy là giả sử như chúng ta quan sát là 10.000 cái tín hiệu đi, thì tập trung ở cửa hàng đó. Và sau đó đến là trong cái giờ mà người ta đi siêu thị, đến cái giờ khoảng từ 9 giờ tối cho đến 6 giờ sáng, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi 10.000 cái tín hiệu này bắt đầu tỏa ra đến những cái quận nào. Ví dụ như họ sẽ tỏa ra quận X, quận Y, quận Z và quận nào nhiều hơn. Chúng ta sẽ biết được là vậy là khách hàng của chúng ta chủ yếu là đến từ những cái quận này. Mà khách hàng ở đây không phải là shopper mà là cả visitor nữa. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta tối ưu được cái gì ạ? Chúng ta sẽ biết được là nếu như chúng ta muốn mở một cửa hàng thì chúng ta nên mở cửa hàng ở đâu, và thậm chí nếu như có một cửa hàng khác của một đối thủ cạnh tranh khác mở gần đó, chúng ta cũng biết được luôn là lượng khách hàng nào ở khu vực nào của chúng ta sẽ dịch chuyển sang đó, để chúng ta biết là mình phải đưa ra những cái action gì mà có thể cải thiện được điều này. Và thông qua thời gian mình cũng biết được là cái lượng khách hàng đến với cái trung tâm, đến với cửa hàng của mình nó có gì thay đổi theo năm hay không. Phần đó là một trong những cái ứng dụng của sử dụng Big Data để hỗ trợ mình đưa ra cái quyết định về mặt địa điểm. Thì đây là một số những cái case study có thể chia sẻ cùng với quý vị. Ví dụ như Aeon Mall, họ cũng biết là muốn biết là khách hàng của Aeon Mall khu vực đó đến từ những khu vực nào, thông qua việc mà track cái tín hiệu về 3G, 4G trong thời điểm đi siêu thị và trong cái thời điểm mà họ buổi tối ở nhà. Hay là một cái ví dụ khác là ở miền Nam, ở chỗ Tokyo, Bình Dương, thì mình cũng muốn biết là có tổng cộng bao nhiêu người đang làm việc tại cái khu vực này, bằng cách mình kiểm tra cái tín hiệu đó trong thời gian làm việc, cũng như là bao nhiêu người sinh sống vào buổi tối, để các nhà bán lẻ quyết định là mình có nên đầu tư một cái cửa hàng bán lẻ ở cái khu vực này hay không. Và một cái ví dụ, một cái case study khác nữa, chúng ta muốn biết là top 5 cái địa điểm mà những người giàu họ thường hay đến vào cuối tuần là gì. Thì chúng ta sẽ phát hiện ra là người giàu thì họ thường sinh sống ở khu vực này, và đến cái giờ đó vào buổi cuối tuần thì họ di chuyển đến những cái khu vực nào nhiều, tập trung nhiều những cái tín hiệu 3G, thì chúng ta có thể theo dõi và chúng ta sẽ biết được. Thì đó là những cái ứng dụng thông qua Big Data giúp cho chúng ta có thể đưa ra những cái quyết định chiến lược. Vâng, và một cái ứng dụng khác nữa đó là ứng dụng về sử dụng những cái hóa đơn thương mại điện tử để giúp chúng ta có thể phát triển kênh Omnichannel. Thì như Vân nói, cái kênh Omnichannel bây giờ không phải là bán hàng tại nhiều điểm khác nhau, mà cái này là bán hàng đa kênh, tiếp thị đa điểm nhưng quản lý tập trung, thì giúp cho khách hàng có thể tối ưu hóa cái trải nghiệm và tạo cái sự thuận lợi nhất cho họ. Đó là Omnichannel. Thì cái cách thức này sẽ giúp chúng ta biết được cái hướng để phát triển Omnichannel như thế nào. Thì cái cách thức của cái việc mà gọi là
e-commerce audit này là mình làm như thế nào, thì mình sẽ dựa trên, mình sẽ quan sát một nhóm người, những cái người mà thường hay mua hàng cả online lẫn offline luôn, và mình sẽ mỗi lần họ mua hàng mình sẽ nói họ là scan cái receipt đó của họ và gửi lên trên hệ thống của mình. Thì thông qua tất cả những cái receipt mua hàng của họ thì mình sẽ kiểm tra được là qua hàng tháng, hàng năm, những cái nhóm người này họ hành vi mua của họ có gì thay đổi hay không. Mình sẽ biết được là họ là ai, họ đến từ đâu, họ sẽ mua những cái loại hàng hóa gì của những cái nhãn hiệu nào, có bị ảnh hưởng bởi chương trình khuyến mãi hay không, mua ở đâu, giao nhận ở đâu, hay là họ sẽ đặt số lượng bao nhiêu, họ chi trả bao nhiêu. Và thông qua cái cách thức này thì chúng ta có thể theo dõi rất là sát cái người mua hàng online và đảm bảo được là cập nhật được những cái hơi thở thị trường trong cái thị trường e-commerce này. Và cái điều này không phải chỉ áp dụng cho những cái doanh nghiệp mà họ kinh doanh online, mà kể cả những doanh nghiệp bán lẻ họ muốn phát triển một cách hoàn hảo cái kênh omnichannel của họ. Thì đây là những sẽ có những cái báo cáo phân tích theo hàng tháng và hàng năm giúp chúng ta theo dõi được cái nội dung đó. Vâng, thì như chúng ta thấy một cách rất là bình thường, dạ, mình hay gọi là mình sẽ đi siêu thị, đúng không ạ? Nhưng mà đó là một cách gọi rất là quen thuộc. Thì chính vì siêu thị nên chúng ta cần phải có những siêu giải pháp. Thì cô muốn kết thúc cái bài trình bày của mình ở đây thông qua một cái chữ duy nhất là siêu, với một số những cái keyword mà mọi người có thể ghi nhớ. S đầu tiên tức là stop asking, just listen, là mình sẽ không đi hỏi người tiêu dùng muốn gì nữa, bởi vì họ cũng không biết họ muốn gì, mà chúng ta sẽ lắng nghe họ thông qua những cái cách thức khác nhau. Innovation là luôn luôn đột phá và cải tiến trong vị trí cũng như trong ý tưởng kinh doanh. Tối experience maximization, tối đa hóa cái trải nghiệm của họ, cũng như là có những cái thông tin để mình đưa ra được một cái platform kinh doanh tốt nhất. Vân đến từ công ty của Intase, là một cái công ty nghiên cứu thị trường đến từ Nhật Bản, và là thuộc top 10 công ty nghiên cứu thị trường lớn nhất toàn cầu và đứng số 1 tại Nhật Bản. Và hiện nay là có 10 những cái chi nhánh khác nhau ở các quốc gia và rất là thấu hiểu về thị trường châu Á. Rất là hy vọng là có thể kết nối cùng với tất cả quý vị sau cái buổi present này.